Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn. Công an tỉnh Sơn La vừa chủ trì, phối hợp với Cục Nghiệp vụ Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội bóc gỡ thành công một đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, bắt 4 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy. Cụ thể, vào hồi hơn 5 giờ ngày 29 tháng 2, tại bến xe Văn La, thuộc phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội, Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Cục Nghiệp vụ Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội tổ chức bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Duy, sinh năm 2005, trú tại thị trấn Trúc Sơn, huyện Trưng Mỹ, Hà Nội, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 57.546 viên ma túy tổng hợp, khối lượng 6.215 gram, 1.993 gram ketamin, 1.940 gram ma túy đá, 18 bánh heroin, khối lượng 5,99 kg và một số vật chứng khác liên quan. Mở rộng điều tra, cơ quan công an Sơn La đã ra lệnh giữ người. Bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với ba đối tượng khác là Quảng Văn Hậu, sinh năm 1990, Quảng Văn Hảo, sinh năm 2007 và Lành Văn Toàn, sinh năm 2007, cùng chú tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Trước khi bị bắt, các đối tượng đã mua bán, vận chuyển chót lọt 3 lần khác với số lượng lớn ma túy. Bắt giữ đối tượng vận chuyển 32.000 viên ma túy tại Điện Biên. Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên vừa phối hợp cùng các lực lượng bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Lào về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Cụ thể, sáng ngày mùng 3 tháng 3, tại khu vực cọc dấu 110.5 tuyến biên giới Việt Nam Lào, thuộc địa phận bản Hủy Moi, xã Ba Thơm, huyện Điện Biên, tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ một người đàn ông nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô đối tượng đeo trên người có 5 gói hình hộp chữ nhật bọc băng keo màu vàng. Bên trong có các gói ni màu xanh chứa các viên nén màu hồng mang ký hiệu VKI là ma túy tổng hợp với số lượng 32.000 viên. Bước đầu đối tượng khai nhận tên là Song Bích, sinh năm 1989, trú tại tỉnh Phong Sa Lì, Đào. Số ma túy do đối tượng nhận vận chuyển thuê tu lao mang sang Việt Nam để giao cho một đối tượng không rõ danh tính tại được trả số tiền là 10 triệu tiền kíp Lào. Ngày 2 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Công an thành phố Huế và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng bắt giữ đối tượng thực hiện vụ trộm đàn bò của người dân tại xã Hải Dương, thành phố Huế. Theo đó, đối tượng bị bắt giữ là Ngô Phước, sinh năm 1996, trú tại xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, hiện đang sinh sống tại thành phố Huế. Trước đó, khuya ngày 29 tháng 1, Ngô Phước thuê một chiếc xe máy chạy từ trung tâm thành phố Huế về xã Hải Dương đến chuồng nuôi bò của ông Phạm Thế Bình. Tại đây, Phước cất giấu xe máy ở bụi cây rồi vào chuồng bò lùa đàn bò gồm 12 con ra ngoài đường chính dẫn đến một bãi đất trống ở đường tỉnh lộ 10, phường Phú Thượng, thành phố Huế để thả rông, chăm cho bò ăn cỏ nhằm mục đích bán dần. Sau đó, đối tượng Phước đã bán một con bò cho một lò mổ ở địa phương với giá 10 triệu đồng. Ngày mùng 2 tháng 3, khi đang lùa đàn bò đi ăn thì Phước bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ cùng tăng vật là 11 con bò còn lại. Tại cơ quan công an, Đối tượng Phước Khai nhận do nợ nần nhiều nên đã nghĩ ra việc trộm cắp đàn bò để bán kiếm tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân. Công an thành phố Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin tức trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.